luôn á. Nhà đớn có cái bong bóng bự ghê. Vô xem thử đi bụng bự. Không biết cái này có bay được không ha. Bự như vậy mà bay thì chắc là xa lắm đó. Tại to ngô quá à. Thì mình cứ thử là biết liền chứ gì. Đó, thả như vậy nè là ra rồi. Còn nó bay hay không á thì xíu nữa mới biết chứ. Nó bay lên thiệt rồi kìa. Bạn nhảy xuống đi, không thôi nó cuốn bạn mất tích luôn đó. Mình không dám nhảy. Trời ơi, mình thấy máy nữa rồi. Cái đó là bóng thí nghiệm của ba mình mà. Để mình về bạn lại. Lạnh quá. Càng lên cao càng lạnh đó ông ơi. Bạn có cách nào không đó? Chỉ có một cách là chiếc bong bóng xì thôi. Thôi được đâu. Bong bóng mà xì ra muốn kéo đụng vô núi là tụi mình chết chắc luôn. Chết rồi. Nghe điện lớn quá. Thôi thì không bị đông cứng như lạnh thì cũng bị sét đánh đen bông luôn rồi. Thôi mình chích xịt bong bóng đi. Biết đâu tụi mình rơi xuống hồ nước. Chỉ còn cách này thôi. Tùy bạn vậy. Mấy đứa ở bên này nè. Trời ơi, chóng mặt quá à. Trời ơi, đầu óc quay cuồng. Chắc mình chết quá. Hai đứa buông tay ra, mà sẽ đón. Mình còn sống nè. Mình còn sống một bự ai. Tụi con cảm ơn bác nhiều. Không có bác á là tụi con tiêu rồi. Hai đứa giỏi quá ha. Còn chưa nhận ra lỗi của mình nữa à. Dạ con xin lỗi bác. Mình xin lỗi bạn nha đớm. Tại vì mình tay máy tay chân, không có suy nghĩ trước mà là bản thân và đớm gặp nguy hiểm. Con xin hứa từ nay con sẽ không tái phạm nữa đâu. Còn có lần sau nữa à. May mà cái bọn chưa bị sét đánh đen cái mông đó. Đen mông.